Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với LNH, tôi đọc bạn nghe. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Và đừng quên nhấn đăng ký để được nghe nhiều chương trình hay hấp dẫn vào mỗi buổi tối. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp tác phẩm Nhẹ gánh ưu phiền của tác giả Như Nhiên Thích Tánh Tuệ, bàn về những tư duy cuộc sống, ví dụ như là sống an nhiên như hoa cỏ chẳng hạn. Khi mình có một chút thì mình muốn có nhiều hơn. Khi mình có nhiều hơn thì mình lại ao ước có nhiều hơn nữa. Nhưng khi mất đi tất cả, mình chợt nhận ra rằng ồ, phải chi mình còn một chút, chỉ cần một chút thôi đã là đủ rồi. Có câu biết đủ là đủ, và biết đủ là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng để mở cánh cửa dẫn đến miền an lạc. Cuộc đời không phải là một cuộc đua mà là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa của cuộc sống. Và điều quan trọng không phải là phần thưởng nhận được khi chúng ta đến đích, mà chính là những gì chúng ta cảm nhận được trên từng chặng đường đi. Bạn có tin rằng có người đến khi chút hơi thở cuối cùng mới ngộ ra mình đã từng sống không? Vì thế ta cần ý thức được mình và cần biết rõ mình đang sống ngay trong từng nhịp thở. Và nếu không làm được điều này thì ta không phải là đang sống mà chỉ là đang tồn tại mà thôi. Có người vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài và cảm nhận mình trưởng thành hơn khi phát hiện ra rằng mình có hai bàn tay. Một là để giúp đỡ chính mình và một để giúp đỡ những người khác. Điều gì đã xảy ra khi một bông hoa nở trong rừng sâu? Chẳng được ai biết tới hương thơm, chẳng được ai ngắm, cũng chẳng được ai khen đẹp đấy. Cũng chẳng có ai chia sẻ niềm vui cùng. Liệu bông hoa có chết không? Có đau khổ không? Hoặc là có trở nên hoang mang sợ hãi không? Có tự tử không? Không. Bông hoa cứ đơn giản nở và cứ đơn giản tỏa hương theo gió thổi. Chuyện có ai đi ngang qua khen nó đẹp hay không cũng chẳng liên quan gì đến nó. Nó cứ dâng tặng hương thơm và niềm vui của mình cho đời, cho cái toàn thể bao la. Bạn đã an nhiên sống như bông hoa hồn nhiên nở và tỏa hương giữa rừng ấy bao giờ chưa? Ta là tỷ phú thời gian, bước chân thư thả đi ngang cuộc đời. Một dòng tất bật ngược xuôi, ta riêng ngồi lại với hơi thở mình. Một bài thơ có tên là Thơ Sầu. Đêm qua, chiếc lá lìa đời, có con chim nhỏ đứng ngồi không yên. Sáng ra, dưới gốc sầu riêng, xác chim nằm đó, hồn nhiên thu rồi. Trong vô tận cuộc luân hồi, chim và chiếc lá, đôi bạn, thân, ngờ đâu một chút tình trần, lao đao lận đận bao lần vì nhau. Hôm nào, lá chợt úa màu, chim thôi giọng hót, hư hao, vỡ vàng. Chữ tình trói buộc nhân gian, thoát đi nào có dễ dàng mấy ai. Kiếp đi rồi lại kiếp mai, gặp nhau dệt mộng tàn phai lục trầm. Hồn chim thác xuống cõi âm, ngờ đâu lá cuốn xa xăm đỉnh trời. Lá và chim ở hai nơi, chim rơi lệ khổ, không lời nói năng. Chữ tình dựng vách núi ngăn, bờ ni bến nọ thành A Tăng Kỳ. Chữ tình là cái chi chi, nghìn đời chưa cạn, khổ như ri hè. Mãi cho đi. Đôi khi bạn cảm thấy cuộc đời thật sự là bất công, vì bạn đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được bao nhiêu. Nhưng thực ra khi bạn cho đi, tức là bạn đã nhận lại rất nhiều. Đó chính là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được. Đôi khi bạn thắc mắc vì sao khi người khác buồn, bạn luôn ở bên để xoa dịu vết thương lòng của họ. Nhưng đến khi bạn buồn thì chẳng thể tìm được ai sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của mình. Thật ra không có sự bất công nào ở đây hết. Có chăng là bạn có thể nhận lại sớm hay muộn những đền đáp từ người khác mà thôi. Tất cả chúng ta khi mà sinh ra và tồn tại trên đời này đều mắc nợ nhau. Cho đi và nhận lại là hình thức luân phiên để trả nợ lẫn nhau. Và khi bạn cho đi những điều tốt đẹp thì bạn sẽ nhận lại sự bình yên trong tâm hồn. Sự cho đi đích thực chính là cho đi không cần tính toán, sẽ nhận lại được những gì. Bạn càng tính toán thì càng cảm thấy bức xúc và tâm càng không tịnh. Khi ấy bạn vừa phải cho
mà vừa không được nhận niềm vui vô hình từ chính bản thân cái cho đi của bạn. Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều mang tính vay trả, hoặc là vô hình hoặc là hữu hình. Chúng ta quen biết nhau, yêu nhau hoặc là ghét nhau, căm thù nhau là vì có duyên. Cái duyên ban đầu là do trời định, nhưng để gắn bó lâu dài, muốn biến cái duyên ấy thành tình yêu thương thì lại là do chúng ta quyết định, nhờ vào cái cho đi của mỗi người. Nhưng bạn nên nhớ rằng trong tình yêu, ta hoặc là sẽ nhận được niềm vui, hạnh phúc, hoặc sẽ nhận được sự chán chường và đau khổ. Tất cả đều trong một vòng tròn luẩn quẩn. Dù biết có thể sẽ nhận lại điều không như ý, bạn hãy cứ cho đi. Bởi cho đi tức là bạn đã tự yêu thương mình rồi. Bạn đã hòa mình vào dòng chảy không ngơi nghỉ của cuộc sống và đời người. Không bao giờ có cái chết, vì nơi tận cùng cũng chính là nơi khởi thủy những mầm sống mới. Hãy cứ cho, hãy còn cho mãi. Mai ta đi vào kịp vẫy tay chào. Bài thơ Xin Sống Lại Một Lần viết thay cho tâm tình của một người đã đi xa. Nếu tôi được sống thêm lần nữa, sẽ về ngồi lắng đọng giữa chiều quê, bên sông nhỏ trôi qua làng tĩnh lặng, soi bóng mình nghe lúa hát ven đê. Nếu tôi được sống thêm lần nữa, với bạn Hiền cùng dạo phố sau mưa, tìm một chỗ bên dòng đời vội vã, ngắm chiều vui, đồng vọng tiếng chuông chùa. Nếu có thể xin thuyền đời xuôi ngược, chở tôi về thắm lại buổi hoa niên. Nếu chở tôi về sống hiện tại thong dong không ràng buộc, không thả mồi bắt bóng để chuân chuyên. Giá như được sống thêm lần nữa, sẽ mỉm cười chấp nhận nỗi đau riêng, lưng cúi xuống bên những đời bất hạnh, mắt tình thương mong xóa dịu ưu phiền. Nếu có thể xin bắt đầu sống lại, thôi tháng ngày rồ dại chuốc ăn năn. Dẫu biết kiếp nhân sinh là hữu hạn, lòng tôi còn chan chứa tận nghìn năm. Xin sự sống cho tôi lần cơ hội, để tâm tình mở lối biết khoan dung. Nhìn nhận thế không vội vàng kết tội, hiểu và thương mong trải đến vô cùng. Những đạo lý đơn giản và răn nhắc bản thân. Hạnh phúc có thể là cảm nhận, không phải là để bao hoa. Công danh là để cống hiến, cũng không phải là để kiêu mạn. Vật chất là để sử dụng, chứ không phải là để khoe khoang. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải là để so lường. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính. Tình cảm là để chia sẻ, không phải là để lợi dụng. Giả dối là để phá hoại, không phải để bảo hộ. Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi. Bạn bè là nơi để sớt chia, chứ không phải để lấn lướt. Niềm tin là để chắc chắn, không phải để lường gạt. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương. Đời không chi tuyệt đối, hãy làm mới cách nhìn. Khi tâm hồn thay đổi, hồn hoa hóa bình minh. Mây trắng ngoài song, cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có khi ta mềm yếu. Một lời lẫn mẫn trao nhau, vực dậy niềm tin kỳ diệu. Sẽ có lúc hồn vắng thiếu, dù ngồi trên đỉnh thành công. Hạnh phúc là thương là hiểu, nên cần chia sẻ cảm thông. Hôm nào sống ngày nhung lụa, khối kẻ một chiều trắng tay. Chẳng thiết ôm ghì cái của, đâu tiếc chi đời đổi thay. Phút trước cười vui hỉ hả, giờ sau lã chã giọt hồng. Chuyện bình thường đâu có lạ, thành bại đó là hư không. Điệu sống thăng trầm muôn thuở, bên đời những phút lặng yên. Mắt từ hòa, tâm rộng mở, một ngày cũng đã vô biên. Sáng nay bình minh nắng đẹp, vừa qua một cơn bão lòng. Khi buồn đứng lên khép cửa, ơ kìa mây trắng ngoài song. Hạnh phúc đến từ cách nghĩ. Cội nguồn của hạnh phúc là cách ta nghĩ về con người và những sự việc trong đời. Hãy rèn luyện những cách nghĩ sau để gây dựng một đời sống an nhiên dài lâu. Học cách tự cười vào bản thân sẽ giúp bạn thoải mái hơn.
Trong đời ta khó tránh khỏi việc bị người khác phán xét và chế nhạo những khuyết điểm của mình. Thay vì rước lấy khó chịu vào người thì bạn có thể học cách tự cười vào những điểm không hoàn hảo của bản thân. Đó là cách thể hiện việc bạn tự tin với sự không hoàn hảo một cách hoàn hảo của mình. Biết thừa nhận mình thì mới dễ dàng tiến bộ. Thừa nhận rằng mỗi người có quan điểm riêng. Việc bạn và người khác không đồng quan điểm là một việc hết sức bình thường. Bạn không cần phải thay đổi nếu như quan điểm của mình không giống với bất kỳ ai. Chỉ cần bạn sống không hại mình, hại người, không hổ thẹn với lương tâm là được rồi. Chấp nhận rằng cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Có những người được cuộc đời ưu ái hơn nhiều người khác. Đây không phải là lỗi của bất kỳ ai. Chúng ta thuộc phải chấp nhận điều chẳng dễ gì chấp nhận này. Bạn cứ cố gắng phấn đấu từng ngày và hướng đến mục tiêu của mình. Nếu không được đến đích mình muốn thì ít nhất bạn cũng đã tiến đến điểm xa hơn chỗ bạn đã từng đứng. Bạn không bao giờ có được mọi thứ bạn muốn. Mỗi giai đoạn của cuộc đời bạn sẽ tha thiết muốn một hay là vài điều gì đó. Ngay cả khi bạn đã có cái mình muốn thì bạn bè lại muốn có thêm cái khác. Điều quan trọng là bạn cần học được cách hài lòng với những gì mình đang có để bớt cảm thấy căng thẳng. Mỗi ngày chúng ta đều phải lựa chọn những việc nào nên làm và không nên làm. Hãy cân nhắc trước khi đưa ra lựa chọn để tránh lãng phí thời gian vào những việc không đáng. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Đừng vội tin những câu chuyện chỉ được kể từ một phía. Và đừng để những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội dắt mũi bạn. Hãy tìm hiểu mọi thứ thật kỹ càng trước khi đặt niềm tin. Làm người tốt không bao giờ bị thiệt thòi. Có thể những người chọn cách sống lươn lẹo sẽ đạt được nhiều thành tựu nhanh chóng. Nhưng những ai chọn làm người tốt mới có thể đi đường dài. Hãy là một người tốt cho dù bạn bị cuộc đời đối xử tệ bạn đến đâu đi chăng nữa. Đơn giản là vì làm người tốt trước hết giúp cho bạn có giấc ngủ ngon, vì không phải lo lắng bất kỳ chuyện xấu nào của mình chẳng may bị phát giác. Chỉ có bạn mới khiến cho bạn hạnh phúc. Nếu bạn trông chờ vào người khác đem đến hạnh phúc cho mình thì hãy yên tâm là bạn sẽ phải thất vọng dài dài. Hãy yêu thương cuộc đời và con người mà lòng không chờ đợi sự gì cả. Như thế bạn sẽ luôn được thanh thản. Cũng như là hãy sống sao không thẹn với lòng. Dẫu người cô phụ bước sang sông, dù hoa kia chẳng vì ta mà nở, chờ mong chi suối chảy ngược dòng. Hãy sống cho trọn vẹn kiếp người, vui buồn thành bại cũng qua thôi. Xuân xôn xao, lá chờ thu rụng, sống để thương cùng, sống thảnh thơi. Bài thơ soi gương. Thế gian như một tấm gương, nếu mặt mày ta nhăn nhó, bóng hình trong gương cao có, lỗi đó đâu phải là gương. Cuộc đời là một tấm gương, cười bóng trong gương cười lại. Vì thế chớ nên ngần ngại nhìn ai gửi nụ cười hiền. Thế gian lắm nỗi muộn phiền, nếu lau gương lòng cho sáng, sẽ thấy đời luôn tỏ dạng dù ngoài kia vẫn mù sương. Mọi người là một tấm gương, bài học hằng luôn phản chiếu. Nếu lòng có thương và hiểu, đời vì rượu ngát hương hoa. Thật tu chính là tu trong cuộc sống hàng ngày. Người thật tâm tu tạo thì không nên sợ gặp khốn cảnh, vì chính khốn khó mới có thể rèn luyện tâm tính, nâng cao được tâm thức và giúp cho trí tuệ tăng trưởng. Chân chính tu hành chính là tu ngay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn dùng tấm lòng rộng lượng để dung nạp hết thảy, bao dung hết thảy, bạn bè không có việc gì là ta nghĩ không xong. Bạn xem xét hết thảy mọi người là người tốt thì xem hết thảy sự tình, hoàn cảnh gặp phải đều là chuyện tốt. Đây không phải là những lý thuyết suông mà đã có thực tế chứng minh. Đạo lý xử thế của người tu là hãy nhớ kỹ câu nghiêm khắc với bản thân, rộng rãi đối với người khác. Tức khi mình mắc lỗi sai thì hãy nghiêm khắc tự kiểm điểm, và khi người khác mắc lỗi sai thì mình đừng quá khắt khe trách cứ họ. Việc xử thế cũng như vậy. Nếu đối tốt với lãnh đạo, đồng nghiệp và cấp dưới, mọi người nói chung thì làm được như vậy. Hiềm hận giữa bạn và người tự nhiên
theo tâm lượng của bạn mà ít đi. Năng lượng của tĩnh tại. Chúng ta thường nói rằng quy luật của vũ trụ là bất biến. Nếu người thường quên đi sự tĩnh tại thì đã vậy còn cố hết sức làm tiêu hao chính mình mà không suy nghĩ xem nguồn gốc con người từ đâu mà đến. Chúng ta từng trải từng những trạng thái tĩnh mà sinh ra, từ không mà đến. Vì sao ta bận rộn cả ngày, đến đêm lại thấy buồn ngủ? Là vì con người cần trạng thái tĩnh, đầu óc không thể không nghỉ ngơi. Khi phải xử lý một chuyện phức tạp, khó khăn đến mức tưởng là không giải quyết được, điều trước tiên ta cần phải làm là buông tâm xuống, tĩnh tại lại và không suy nghĩ gì hết. Lúc ấy bỗng nhiên từ trong tư tưởng ta xuất ra một giải pháp khả thi. Đây chính là tác dụng của tĩnh. Nếu gặp việc quá khó, bạn càng suy nghĩ thì càng làm cho đầu óc mình bức bách thêm. Các dây thần kinh đều căng lên, cuối cùng bạn không chết thì cũng bị bệnh. Bỗng nhiên ta gặp lại mình giữa dòng hư thực bồng bềnh nhân gian, như hình bình minh gặp hoàng hôn, như hoàng hôn chợt ngỡ ngàng bình minh. Sống an vui, ai càng hướng đến vị tha, càng nghe an lạc nở hoa trong lòng, ai càng vị kỷ đèo bòng, bất an phiền não lòng vòng khổ đau. Lắng lòng mà nhận thức sâu, chính ta không có lấy đâu của mình. Ngó quanh khắp chốn hữu tình, hiểu rồi thương gửi, ánh nhìn cảm thông. Bốn bề năm bắc tây đông, là bà con cả, đời không kẻ thù. Cảm ơn họ đã nhắc nhở cho tôi. Một người nọ có thói quen mỗi khi cầm tờ báo là mở ra xem những trang cáo phó chia buồn. Trước nhất, anh đọc rất chăm chú những cáo phó, dù khi chẳng hề quen biết người đã mất. Và có người thắc mắc về thói quen kỳ lạ này của anh thì anh đã trả lời: à, tôi chăm chú đọc vì muốn gửi lời cảm ơn đến những người này đó thôi. Người bạn lại trợn mắt lên ngạc nhiên nói: tôi chẳng hiểu gì cả, anh cảm ơn những người đã chết mà lại toàn là người anh chưa hề quen biết ư? Đầu của anh có vấn đề gì không vậy? Người nọ đã thong dong trả lời rằng: đúng vậy, tôi trân trọng và cảm ơn họ vì sự ra đi của họ đã nhắc nhở tôi đừng quên rằng kiếp người vốn vô thường. Cái chết có thể đến bất chợt, nào ai có thể hay biết. Lúc còn sống, có lẽ những người này cũng có nhiều ước mơ, toan tính, những tranh giành hơn thua, những vui buồn ganh ghét. Nhưng bây giờ họ trở thành những cái xác vô tri, chờ đem hỏa táng hoặc là vùi sâu trong lòng đất lạnh. Họ đem chính sinh mạng của mình để nhắc tôi bài học lớn trong cuộc đời. Như vậy chẳng lẽ không đáng được nhận một lời cảm ơn hay sao? Ngồi đếm trăm năm thấy cũng dài, thế rồi không quá một tầm tay, nghìn thu gói trọn trong vài phút, thoảng đến rồi đi như gió bay. Một chút thôi, một chút của những bước chân, có hương ngàn dặm cũng gần một khi. Một vài đá sỏi li ti hẹn nhau thành núi tu di có ngày. Một chút tình thương mở bầy, người vui mình cũng đong đầy niềm vui. Một chút nhường nhịn bước lui, nghe hồn thanh thản biển trời bao la. Một chút tha thứ bỏ qua, ngày mai vẫn đậm chung trà đệ huynh. Một chút cử chỉ chân tình, khổ đau gửi lại ánh nhìn tạ ơn. Một chút xoa dịu nỗi buồn, khô khan dòng lệ tủi hờn mấy lâu. Một chút lời hỏi han nhau, lòng biên giới bỗng nhịp cầu bắc sang. Một chút thôi, giọt nắng vàng cũng làm ấm buổi đông xa lạnh lùng. Một chút nến giữa gian phòng, bóng đêm muôn thuở bàng hoàng lặng thinh. Một chút tiếng kệ lời kinh, chiều kia rơi vỡ tâm tình u mê. Một chút gieo hạt bồ đề, vị lai hoa rác xum xuê đầy cành. Một chút là ý niệm lành, đầu giờ giọt nước viên thành cơn mưa. Một chút ni chớ hững hờ, đời nghe an lạc từng giờ gọi tên. Một chút này chẳng bỏ quên, con đường hạnh phúc bước thanh thang hoài. Chiếm giữ những hư vô, hãy sống như Đức Phật, người không sở hữu bất cứ thứ gì nhưng lại có thể sử dụng tất cả mọi thứ. Hãy thưởng thức chứ đừng cố chiếm hữu. Ai cũng biết một điều đơn giản rằng khi đến và rời khỏi thế gian này, ta chỉ có hai bàn tay trắng.
Vậy tại sao ta phải cố tìm cách để chiếm giữ tất cả cho riêng mình, những thứ chưa bao giờ thuộc về mình? Tấm thân ta là vật thân thiết nhất, ta đi đâu cũng kè kè nó. Ấy thế mà Phật bảo nó không là của ông. Huống là những thứ ngoài thân, thế sao ta lại mải lao tâm khổ tứ, mải tạo nghiệp trầm luân làm chi? Sen kia không tách khỏi bùn, giữa bùn sen vẫn vô cùng ngát hương. Sống trong thế sự mù sương, dù đời vạn nẻo một đường ta đi. Trong trí tuệ có tử bi, tử bi phải có trí tuệ dắt dìu. Tùy duyên sống với mọi điều, khéo đưa thuyền lướt thủy triều sang sông. Hiếu thì sống thật thong dong, trả nốt cho duyên, trả ai cái kiếp luân hồi, về nơi có cuộn mà ngồi thong dong. Trả luôn mấy bận lưng còng, gá thân rồi tự đèo bồng nghiệp duyên. Trả bao tâm thúc đảo điên, theo con sóng biển tan miền đại dương. Trả tình mấy bận tơ vương, dùng rằng lũy kiếp mù sương gập ghềnh. Liêu siêu bóng trúc qua thềm, sông thời gian vẫn bồng bềnh lặng trôi. Còn gì sót lại trong tôi, thả theo mây trắng bên trời loãng tan. Chả ai cơn mộng trần gian, nghìn năm mở mắt mơ màng lối xưa. Bàn chân nhịp điệu mơ hồ, giữa thiên thu lại đứng chờ thiên thu. Chả trời đất thủa âm u, chả luôn nhịp phóng lời du mẹ hiền. Tấm thân sinh tử ưu phiền, kiếp tầm mấy độ quan khiên tự rằng. Chả từng thu ngọn lá vàng, chả thơ cho bút, chả đàn cho dây. Tôi về mặt mũi xưa nay, vạn duyên hoàn lại chốn này vạn duyên. Đối diện. Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với biết bao nhiêu điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát của ta. Không phải lúc nào ta cũng có thể ngăn chặn những điều không như ý. Thế nên tốt hơn ta học cách làm quen với chúng và dần dần vui vẻ chấp nhận chúng. Hãy học cách để có thêm lòng kiên nhẫn, khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn nhận bản thân và mọi người bằng đôi mắt thân thiện, nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng quên quá lo lắng khi bị thất bại. Hãy để quá khứ lại phía sau để có thể hoàn toàn tập trung vào giây phút hiện tại, không cần khơi gợi những ký ức không vui rồi lấp vùi chính mình ở trong đó. Hãy học cách thiền tập, thiền tập. Và mỗi ngày chỉ cần thiền vài phút có thể thay đổi được cuộc đời bạn. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa bạn đến sự an bình, an lạc ở bên ngoài. Hạnh phúc ở quanh đây, đâu là chuyện tháng ngày. Bài thơ chưa, chưa đi thì chẳng có về, chưa đến thì cũng chẳng hề ở đây. Chưa vui vì cuộc sum vầy thì đâu buồn sẽ có ngày chia xa. Chưa lại thì đâu có qua, chưa bình minh chẳng bóng tà huy phai. Chưa thức đâu biết đêm dài, chưa chờ đâu thấy tháng ngày lê thê. Chưa yêu ai biết não nề, lạy dài ba chữ ê chề nhân sinh. Chưa cô độc kiếp một mình thì đâu đoái những tâm tình tái tê. Chưa lạnh lẽo lúc đông về, nào thương cơ nhỡ bên hè phố đêm. Chưa một lần biết lặng im, sao ta nghe được nhịp tim mọi người. Chưa hề khóc chẳng biết cười, chưa cho sao tận lòng người nỗi vui. Chưa nhìn xuống để ngậm ngùi thì chưa biết tạ ơn đời một phen. Chưa tha thứ được nhỏ nhen, làm răng xóa bỏ thói quen giận hờn. Chưa hay kiếp sống chập chờn, nhọc nhằn thương ghét, thua hơn còn dài. Chưa lần bước trước Phật đài, dầu dầu sáu nẻo gọi hoài chạy quanh. Chưa lặng thầm ngắm mộ xanh, bôn ba tất bật để thành hư vô. Và chưa biết tiếng Nam Mô, tinh thần chưa cạn, chưa khô nặng nề. Chưa đi thì chẳng có về, chưa sinh thì tử chẳng hề gọi tên. Sau mưa trời vẫn nắng lên, cửa vô sinh vẫn rộng thênh đợi người. Thiên thu có dáng Phật cười, còn ta thấp thoáng bên đời này thôi. Rồi như một thoáng vô thường,
để có thể tồn tại, con người không thể sống biệt lập mà cần phải luôn tương tác với bạn bè, với gia đình, xã hội và với cả vũ trụ bao la. Dù ta có tài năng đến đâu, dù chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào, thì điều bất kỳ như ý vẫn cứ phải xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó. Có thành thì ắt có bại và có hợp thì ắt có tan. Nhưng hầu hết mọi người lại chẳng ai muốn bại bao giờ. Loài người khổ đau là bởi vì có mong muốn mọi sự thường hằng, trong khi là bản chất của cuộc đời là vô thường. Có những lúc đối diện sự tàn phá của vô thường, con người như sắp gục ngã. Nhưng nếu biết thẩm thấu triết lý duyên sinh thì con người sẽ hiểu rằng bấy lâu mình đã hưởng thụ quá nhiều những tặng phẩm của vũ trụ. Nay vũ trụ lấy lại một ít để chia sớt cho người khác. Đó là cái lẽ tự nhiên, chứ đâu có gì là cay đắng. Mặt khác, có những người bất chấp khổ đau của người khác để tự lợi cho mình, thì để làm vui cho chính mình. Thế nên trong cái được, cái vui của người này luôn tiềm tàng cái mất và cái buồn của người khác. Nhưng thôi, nhìn làm chi mặt trái của xã hội, vì bản chất của cõi đời luôn là thế. Biết buông xả và buông xả được thì lòng mới an vui. Mọi khổ đau hạnh phúc vốn từ tâm sinh ra, cũng từ tâm mà biến diệt. Thế nên tâm ta như thế nào thì cảm nhận của ta về chính cuộc đời ta sẽ như thế đấy. Bao giờ dứt nợ người ơi, bao giờ mới được thảnh thơi một ngày. Vui gì cái cuộc trả vay, một vòng khép kín đọa đầy nhân sinh. Đâu đây mối nợ do mình, ai người dứt nợ, ngắm nhìn bao la. Hoa của bình minh, hãy bắt đầu ngày mới hồn nhiên một nụ cười. Nụ cười thành hoa nắng gửi đất trời muôn nơi. Đừng ước mơ thay đổi cả thế giới quanh mình, đó chỉ là ảo tưởng. Hãy đổi thay cách nhìn. Nếu đời quăng trái chanh, nhớ làm ly giải khát. Nhớ gặp người tệ ác thì biến rác thành bông hoa. Đừng quan trọng thái quá mọi việc nơi trần gian. Chuyện chi rồi cũng vậy, rủ nhau cùng mây tan. Mấy mươi năm mở mắt rồi ngủ vùi đất sâu, sống một ngày tỉnh thức ấy đã là thiên nâu. Niềm an ủi vốn dĩ từ nội tâm yên bình, khi lòng đầy hoan hỷ thế giới này đẹp xinh. Chữ sống bây trừ, sống tại đây. Khen và chê vốn dĩ là thói thường của nhân sinh thế thái. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, nhưng đừng vội giận dữ mà phản ứng. Hãy xem lời phê bình của người khác là cơ hội để ta nhìn lại bản thân và điều chỉnh những điều cần thiết. Khi được người khác tâng bốc vui vẻ một chút là được, nhưng đừng có vội cho đó là sự thật. Vì phần lớn lời khen là để lấy lòng người khác. Thế nên ta đừng để những lời ngon ngọt làm trỗi dậy sự kiêu căng và tự mãn. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, ta sẽ không còn thời gian để mà than thở. Nếu cuộc sống quá ư là lam lũ, ta sẽ không còn sức lực để mà trách hờn. Nếu đã thật sự cùng cực, sao ta vẫn còn tâm trạng để kể lể khóc than. Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống cho chính mình. Thế nên mình làm công việc gì cũng được, miễn không thẹn với lòng và luôn cố gắng làm tròn bổn phận. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn một con đường, tức là ta đang quyết định vận mệnh của mình. Ta đừng quá bận lòng về quá khứ và hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tâm mình về tương lai. Làm được như thế thì ngày mai đời ta sẽ chắc chắn tươi đẹp hơn. Ngày cũng trôi qua giống mọi ngày, khác là tỉnh thức giữa cuồng say. Xưa tìm hạnh phúc trong phiền muộn, chử sống bây chử, sống tại đây. Nếu yêu là lẽ sống, hãy cứ yêu. Nếu yêu là lẽ sống, nhưng chớ nhầm dục vọng với tình yêu. Mây rủ gió bay qua trời cao rộng, chẳng trói nhau nên tự tại rất nhiều. Nếu biết yêu, trái tim bừng lửa sáng, xót thương người trong khổ nạn gầy hao. Vì lắm lúc đời như dòng sông cạn, có tình yêu lai láng giọt mưa trào.
Em ơi, hãy đến bên tôi đừng e ngại. Đóa sen hồng này ưu ái gửi trao. Đời du sĩ tôi chân trần áo vải, túi đong đầy nhật nguyệt mới dâng sao. Em có biết tình yêu màu nhiệm lắm, nếu bàn tay quen nắm biết buông ra. Cứ thầm lặng yêu đâu cần vội vã, giữa muôn loài thấy lại bóng hình ta. Đừng đuổi bắt những cuộc tình dâu bể, bao kiếp rồi suối lệ đã trùng xương. Ngồi yên nhé, những phát lời hái thệ, thắp đèn tâm cho dạng nẻo vô thường. Hãy cứ yêu, yêu với lòng biển rộng, nắng mai ngời bừng giấc mộng thanh thang. Mặt vầng trăng trong lòng ta. Trong kinh A Hàm, Đức Phật đã dạy, người làm thiện cũng giống như mặt trăng, người làm ác cũng giống như mặt trăng. Vì sao vậy? Vì người làm thiện giống mặt trăng từ mùng 1 đến rằm, ngày càng sáng tỏ thêm lên. Còn người làm ác thì giống như mặt trăng rằm đến đêm 30, ngày càng khuất lụi dần vào bóng tối. Ai mang thân người tức đều có phước phần nhất định, giống một mặt trăng đang sáng với phước đức tương ứng có được. Nếu ta không biết vun bồi thêm phúc đức ấy mà lại tạo thêm bao nhiêu nghiệp không tốt, thì ta sẽ như mặt trăng từ ngày rằm đến đêm 30, sẽ lụi dần vào bóng tối. Như vậy thật đáng buồn phải không? Còn nếu ta biết nâng niu trân quý mặt trăng đang sáng của mình, làm cho phước lành của mình ngày càng tăng trưởng, thì ta sẽ giống như là mặt trăng từ ngày mùng 1 đến đêm rằm, ngày càng sáng tỏ hơn. Như vậy thật là đáng quý phải không? Dặn em ngày tháng hư hao, hãy thôi mở mắt chiêm bao giật sở. Dù đời đó là một cơn mơ, cũng xin dệt nốt bài thơ thiện lành. Đóa tâm khai. Người ơi, mở cánh cửa lòng để cho trời đất mênh mông hiện vào. Một bình minh đến ngọt ngào, an lành trên mỗi tế bào thân tâm. Ai ơi, thức tỉnh lặng thầm, phút giây hơn cả nghìn năm mê mờ. Nhìn đời ánh mắt trẻ thơ, lòng không biên giới chạm bờ yêu thương. Hay chăng đời đó hạt sương, được thua chi cũng vô thường cuốn trôi. Buông đi một lúc riêng ngồi, ngắm vầng hồng dạng bên trời bao nhiên. Trăm năm rộn rã ưu phiền, biết chân hạnh phúc bình yên tại lòng. Ai về gạn đục khơi trong, sẽ nghe từ ái bên lòng nở hoa. Sẽ thương yêu cõi ta bà, vòng tay ôm trọn hàng xa hữu tình. Vì rằng muôn vạn hàm linh, chung cùng bản thế giống mình khác chi. Khi hồn mẽ nguội vơi đi, nghìn năm giọt nước trở về đại dương. Ai hay giữa chốn vô thường, một cảnh sen nở miên trường thảnh thơi. Dừng chân xuôi ngược giữa đời, lắng nghe tâm lượng đất trời chẳng hai. Khi đời một đóa tâm khai, càn khôn giấc mộng dài chẳng qua. Ân cần chắp lại tay hoa, ta cùng sinh tứ bài ca chân thường. Từ nhìn đến hiểu, trong thế gian này những việc thấy vậy mà không phải vậy rất nhiều, nhiều lắm lắm. Chứng kiến chỉ có nghĩa là nhìn thấy có nghĩa là nhìn rõ. Nhìn rõ không có nghĩa là hiểu được, và hiểu được không có nghĩa là hiểu rõ. Hiểu rõ không có nghĩa là đã thông suốt hết vấn đề. Mọi thứ chúng ta nghe chỉ là ý niệm, chưa phải là thực tại. Mọi thứ chúng ta thấy thường nhuộm màu quan điểm cá nhân, chưa chắc đã là sự thật. Người biết nghi ngờ chính cái thấy, cái nghe của mình thường sẽ thận trọng trong mọi hành xử giữa cuộc đời. Khi rèn được thói quen không vội vàng kết luận, khen chê, bình phẩm, tốt xấu bất kỳ ai, thì ta sẽ bớt đi những lần xấu hổ đúng túng vì lỡ lời. Bình minh rồi lại hoàng hôn, sống chan hòa chớ để buồn một ai. Cho đến tuổi đời phai, mỉm cười đã sống không hoài kiếp ni. Đột nhiên lui hui nơi cõi ta bà, giật mình ngỡ sực đã già không hay. Nhác trông đã quá một ngày, năm qua tháng lại hết ngay một đời. Chỉ toàn lo việc trời ơi, chỉ xây đắp chuyện nước trôi qua cầu. Thình lình nhận được thơ sầu, nội ngày mai có lệnh trầu Diêm La.
Ông ơi nán lại cho mà, con còn vài việc thiết tha chưa làm. Tử thần lạnh lẽo, thất hàm theo ta. Ngươi chớ càm giảm uổng công, biết không xong đừng khóc ròng trách mình đã sống lông bông một đời. Thế là nhắm mắt chân xuôi, giữ là bị nghiệp dắt lời sáu đường. Chỉ vì lúc sống xem thường thời gian, lưỡi búa có nhường nhịn ai. Sống nay rồi lại chết mai, đời phủ du miệt mài muốn tham. Chết rồi thành bụi thành than, hồn trăm lần quẩn trần gian kiếp người. Ai còn mặc chiếc áo người, việc gì quan trọng tức thời ưu tiên. Diêm Vương hồng nhận đút tiền, muốn tránh mặt ổng hãy liền tỉnh tu. Hãy hoàn thiện bản thân từ phiền não. Bạn phiền muộn là do tâm hay chấp nhặt và chưa đủ rộng lượng. Bạn tức giận là vì muốn xung quanh thuận theo ý mình và lòng bạn chưa đủ bao dung. Bạn giàu dĩ là do mình chưa đủ tích cực. Bạn giàu dĩ suy nghĩ là do tâm trí chưa đủ thong dong. Và bạn đau thương là tại vì trí chưa đủ kiên cường. Bạn đố kỵ là vì bạn chưa đủ ưu tú. Và bạn tham muốn là vì chưa thấu hiểu vô thường. Mỗi loại phiền não đến đều bắt nguồn từ chính ta. Và mỗi khi chúng xuất hiện chính là cơ hội để quay về quan sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết của bản thân, rồi sau đó nỗ lực chuyển hóa. Cứ như thế, nhờ phiền não mà chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày. Cách sống nói lên tâm trạng của con người. Giữa người với nhau chỉ có một sự khác biệt rất nhỏ, nhưng chính sự khác biệt nhỏ ấy sẽ quyết định con người thất bại hay là thành công, đau khổ hay hạnh phúc. Và sự khác biệt đó chính là tâm lượng và thái độ sống. Có lần Đức Phật dạy rằng loài người được chia làm hai hạng. Một hạng như là cái giếng nước ở ngã tư đường cho muôn người sử dụng. Một hạng như là cái giếng nước nằm ở trong rừng sâu, hiếm ai dùng được. Hạnh phúc thay nếu bạn là người được người khác lợi dụng. Điều đó chứng tỏ rằng bạn quá giá trị nên người khác mới trông mong, nhờ cậy. Còn thế thì ta nên không nên sợ bị người đời lợi dụng, chỉ sợ lòng mình hẹp, chẳng ai dám cậy nhờ. Tâm ta giống như một con đường, ta càng tính toán, càng lắm mưu nhiều kế thì con đường ấy càng cụt. Con đường rộng không bằng tâm rộng, tâm rộng một tấc, đường rộng một trượng, nhà rộng chẳng bằng tâm rộng, mệnh tốt không bằng tâm tốt. Thì ra chân hạnh phúc nằm ngay trong cõi lòng, bình yên và sâu lắng, chan hòa cùng mênh mông. Vẫn trong nhau, khổ đau là bạn an vui, an vui đích thực, không rời khổ đau. Thong dong giữa cõi sầu, niết bàn chung một nhịp cầu thế gian. Trong mưa có giọt nắng vàng, nơi bùn thoang thoảng, mơ màng hương sen. Giữa ngày nghiêng bóng màn đêm, canh khuya chợp mắt, nắng lên ngập tràn. Niềm vui có nỗi buồn, trong tù ngục thấy con đường thoát ly. Nơi dung nhan tuổi xuân thì có đôi mắt mẹ xếp ly buổi chiều. Ghét người bởi chính vì yêu, yêu bao nhiêu hận bấy nhiêu cũng là. Trong chùa có cả ta bà, trong ta bà ẩn một tòa Như Lai. Nơi điều nghịch ý trái tai, lặng nghe mà tỏ một bài Phật âm. À ơi, dưới võng con nằm cũng là giấc ngủ ngàn năm đi về. Trong phiền não có bồ đề, giạt rào sóng gợn bốn bề đại dương. Ngay tim ta có tình thương, thương như lưới cá tơ vương nhọc mình. Trong sinh tử gặp vô sinh, bên đời huyên náo lặng thinh Phật ngồi. Trong ta có cả vạn đời, lặng yên tràn ngập đất trời xưa sau. Người như thế nào là sẽ khổ? Người có khuynh hướng cực đoan. Nhà Phật thường nhắc đến đạo lý sống trung đạo. Cái gọi là trung đạo chính là không đi theo hướng cực đoan quá mức. Bởi lẽ bất cứ việc gì khi đến cực điểm thì cũng sẽ bắt đầu rơi xuống theo hướng ngược lại. Tương tự như vậy, nếu như một người đen đủ đến mức cực điểm cũng chớ vội cực đoan, nghĩ không thông. Bởi thường thì qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, tức là qua lúc khó khăn thì đến hồi thư thái,
và ngược lại. Khi thành công gặp vận may cũng đừng quá đắc chí mà hành xử thiếu suy nghĩ thì họa sẽ kéo đến liền. Người tự cao tự đại. Sống ở trên đời, người khiêm tốn thường được yêu mến và ngược lại, tự cao tự đại sẽ bị người khác chán ghét. Điều này thì hầu như ai cũng biết, cũng hiểu rồi nhưng vẫn thường mắc phải. Người ta thường hay rước lấy thị phi là vì nói quá nhiều, thích can dự vào chuyện không đâu. Sống trong nghịch cảnh cần phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu, sống trong điều kiện thuận lợi an lạc nên giữ tinh thần thận trọng, đề cao cảnh giác, đề phòng họa hại. Lúc thành công nên tự nhắc bản thân hãy khiêm tốn, đừng khoa trương hay là huyễn hoặc bản thân. Còn người quá tham vọng, một đời người khi đến trần trụi và khi ra đi cũng trần trụi, ăn uống một ngày cũng chỉ là 3 bữa cơm, ngủ cũng chỉ đến là 1 phòng. Vậy thì ôm dục vọng quá lớn để làm gì? Trong khi nó chỉ khiến cho con người ta luôn cảm thấy không thỏa mãn. Dục vọng quá lớn cũng là nguồn cơn của mọi khổ đau trên cõi đời. Con người muốn bớt phiền não, đầu tiên cần phải học được cách buông. Nhưng hãy hiểu rằng buông chính là buông tham, chứ không phải là buông bổn phận và trách nhiệm. Người hay xét nét. Có những lúc con người sống quá xét nét sẽ dễ trở nên phiền não bởi những việc tiểu tiết xung quanh. Sống phớt lờ một chút có khi lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì người hay xét nét thường quá nghiêm túc. Bất luận là việc lớn hay việc nhỏ đều cho là to tát và nghiêm trọng. Nghĩ nhiều dẫn đến mệt mỏi. Sống luôn bị những việc vặt vãnh chi phối và chiếm hết thời gian. Khó mà cảm thấy vui vẻ, thanh thản được. Trong khi đó, người sống phớt lờ sẽ ít bận tâm đến những việc xung quanh. Có lẽ vì thế mà cuộc sống trở nên đơn giản và có phần qua loa đại khái, nhưng cũng nhờ vậy mà họ tìm được hương vị thực sự của đời sống bình an. Làm người hãy cứ đơn giản làm việc, hãy cứ thực tế và để tháng ngày trôi qua nhẹ nhàng, giản đơn, thong dong tự tại, vậy là đủ. Lý tưởng mà không tham vọng, hòa hợp nhưng không hòa tan, dịu dàng mà không yếu đuối, ràng buộc mà vẫn tự do, ước mơ nhưng không ảo tưởng, kính trọng mà không thần tượng, như ý chẳng bằng ý như. Ai hay trong một tách trà có hồ sen ngát mượt mà dâng hương, ai hay trong gió ngàn phương đã mang hơi thở trùng dương xanh ngời. Tay em cầm mảnh giấy rời, nhìn sâu chiếc lá trên đồi nằm im. Ai hay trong một cánh chim chở theo nỗi nhớ trái tim xa nhà. Hữu thân giữa chốn ta bà là vương bóng dáng hàng xa luân hồi. Ngửa bàn tay dưới mặt trời lặng nhìn hội ngộ bao đời xa xôi. Tám chữ nên gối đầu. Hãy thực hành mỗi ngày 8 chữ dưới đây để sống khỏe hơn và an vui, trẻ trung, tự tại dài lâu. Thứ nhất là nhẫn, tức là nhẫn nại và nhẫn nhịn. Nhẫn có thể dưỡng phúc. Ai trong đời cũng sẽ gặp phải những tình huống mà không thuận lợi, không hài lòng. Khi ấy ta nhất định cần phải nhẫn. Từ xưa đến nay, người làm được việc lớn tất phải là những người có đại khí, mà người có đại khí tất phải có đại nhẫn. Nhẫn không phải là trốn tránh, chạy trốn, mà là một loại tích lũy năng lượng. Người biết nhẫn sẽ thường ít phạm sai lầm do hành động nhất thời. Thứ hai là thiện, tức là lương thiện. Thiện có thể sinh ra đức. Thông minh là một loại thiên phú, còn lương thiện lại là một loại lựa chọn. Lương thiện là loại đạo đức tốt đẹp nhất của con người. Lương thiện có lẽ là không thể khiến cho con người đạt được tất cả mọi thứ bản thân mong muốn, nhưng sẽ giúp cho bạn luôn có nội tâm an định. Và thứ ba là hỷ, tức là vui mừng. Hỷ có thể dưỡng nhan. Nhan tức là nhan sắc và vẻ mặt, nét mặt đấy. Tâm thái vui vẻ, khoái hoạt là bí quyết trường thọ trẻ lâu. Con người không phải vì già mà ngừng vui đùa. Chính nhờ vui đùa đã giúp cho ta không già. Nụ cười là loại mỹ phẩm tuyệt diệu tạo ra vẻ đẹp của con người, là cách đơn giản và nhanh nhất để kết nối mọi người với nhau. Và thứ tư tức là từ,
từ là tử bi, hiền hậu. Từ có thể dưỡng tâm. Vì sao sau tuổi trung niên có người đã có khuôn mặt hiền lành phúc hậu, có người lại có khuôn mặt hung dữ, tràn đầy oán khí? Đó là vì tướng do tâm sinh, tướng tùy tâm mà thay đổi. Khi tâm đẹp thì tướng mạo sẽ đẹp theo. Và thứ năm, ái tức là yêu thương. Ái ở đây có thể dưỡng hành. Trong lòng đàn đầy tình yêu thương thì nhất cử nhất động cũng tràn ngập tình yêu thương. Người trong lòng luôn so đo tính toán thì cho dù ở thời điểm nào cũng thường bị khó dễ đi cùng. Và thứ sáu là thành. Thành ở đây là chân thành, thành thật. Thành có thể dưỡng tính. Chân thành là nguyên tắc quan trọng nhất trong kết giao. Ai cũng muốn được người khác đối xử với mình chân thành. Thế nên khi bạn đối xử chân thành với người khác trước thì bạn sẽ nhận được điều tương tự. Một người thành thật, trong sáng thì khí chất sẽ đoan trang, đẹp đẽ, ánh mắt tỏa ra ánh sáng. Và thứ bảy là cần. Cần ở đây là cẩn mẫn và chăm chỉ. Cần có thể phát tài. Người xưa có câu: ông trời sẽ đền bù cho những người cần cù. Ý rằng là một người siêng năng cần cù sẽ được ông trời giúp đỡ bù đắp những thiệt thòi. Vì đâu cũng là kiếm được tiền, nhưng có người chẳng mấy chốc đã tiêu sạch. Lại có người biết cách kiếm và duy trì tài chính ổn định. Đó là vì cần có thể phát tài và kiệm thì có thể lưu tài. Và thứ 8 là khoan. Khoan ở đây là khoan dung, độ lượng. Khoan dung có thể tụ khí. Một người hiểu được khoan dung khi lòng dạ cũng nhất định rộng lớn. Những người này luôn không so đo tính toán chi li, cũng sẽ không vì chiếm được chút lợi nhỏ mà vui mừng khôn xiết. Những người luôn toan tính chi li thường sống rất mệt. Đôi khi lùi một bước lại chính là tiến lên một bước. Lùi một bước biển rộng trời cao. Nhường nhịn một bước sẽ có nhiều bạn bè hơn. Biết đời vui ẩn giấu buồn, biết hân hoan đã vô thường một bên. Nguyệt từ nay sức lãng quên, sống đời tỉnh thức tắt đèn tuệ chi. Sống như là đời chật trội khiến lòng ta sống hẹp. Đường quanh co nên nhân thế quanh co. Ngày nắng hạ biến ta thành sa mạc, ngó đâu thương hồn vô cảm thở ơ. Tôi không đợi mong anh bao hoàn hảo, vì chính mình đã toàn vẹn gì đâu. Chỉ xin thắp trong trái tim hoài bão, sống trên đời nghĩa biết thương nhau. Sẽ sai sót nếu chỉ luôn mình đúng, và mọi người ai nấy cũng đều sai. Người biết sống, sống giữa nghìn khác biệt, vẫn nhìn nhau thông cảm biết quan hoài. Trong bóng tối ta vẫn nhiều cố tật, sớm buông lời liền nghĩ đến tụ thân. Ai cũng có những niềm riêng bí mật, để cho yên thì khoảng cách thêm gần. Lòng như nắng trải đều không một phía, hồn như mưa, mưa khắp cả ngàn phương. Tình như gió, gió tỏa về muôn hướng. Sâu như là không có chất yêu thương. Đừng để thành công giam cầm hiện tại. Này bạn ơi, khi vui đừng vui quá, vì sẽ đến lúc buồn. Lúc buồn cũng đừng quá buồn, vì sẽ có khi vui. Tiến lên một bước mà đánh mất mình thì nên dừng lại. Nếu cần bước lui để hiểu mình thì bạn cứ lùi thêm vài bước, hay là nhiều bước nữa sẽ chẳng sao đâu. Những giá trị cuộc đời đặt ra để cho bạn vươn tới đều chỉ là tương đối. Hai chữ thành công trong tương lai mà xã hội vài người đặt định đã giam nhốt cuộc sống hiện tại của nhiều người vào ngục thất. Có nghĩa gì khi ta mãi bắt bóng đuổi hình đến mức quên mất sống trọn vẹn trong hiện tại? Thấy trắng biết là trắng, thấy đen biết là đen. Đừng tìm trắng trong đen, đừng tìm đen trong trắng. Nhận thức rõ trắng đen, đời sống luôn an lạc. Anh hãy thử nào vào vai đấy. Anh hãy hóa thân một lần vai phụ nữ, cay đắng trăm bề kiếp vận làm dâu. Đôi lúc nhớ nhà thao thức cả đêm thâu, mẹ chồng mắng
nuốt sâu trong đơn lẻ. Anh hãy đóng vai thử một lần làm mẹ. 9 tháng hoài thai, cảm giác sẽ ra sao? Ăn uống khó khăn, cẩn thận lúc ra vào. Kỳ sinh nở, đớn đau toàn thân thể. Thử làm vợ đi, biết hay, khó, dễ. Việc nhà nhiều vô kể, việc không tên. Buổi cơm chiều, chu tất đã dọn lên. Đợi chờ mãi, anh luôn về trễ muộn. Anh hay trách vợ mình sao luộm thuộm. Con dại đau hoài, phải thức suốt hàng đêm. Anh vô tư trong giấc ngủ say mềm. Mặc ngày tháng, hằn chân chim mắt vợ. Thử làm mẹ đi, hiểu một đời tất bật. Buôn bán tảo tần, giặt rũ, dạy nuôi con. Phận làm dâu cố gắng được vuông tròn. Đạo làm vợ phải tu toàn nghĩa vụ. Anh thử vào vai, hiểu ra, nhìn tâm sự. Một đôi lời khôn cạn nỗi niềm riêng. Khi hiểu rồi, thương thật mẹ và em. Thương bổn phận thiêng liêng người phụ nữ. Là từ đó không hững hờ, buông cữ. Làm đàn bà, sướng chết khổ gì đâu. Chơi với tâm của mình. Hằng ngày chúng ta nên dành thời gian để chơi với tâm của mình. Biết cách chơi với nó để rất an vui. Giống như việc chúng ta dành thời gian để chăm sóc ngôi nhà của mình cho sạch đẹp. Điều này hẳn nhiên sẽ hơn là ngó qua nhà hàng xóm xem họ đã dọn chưa hay là dọn không sạch. Tâm ganh tị phê phán thường phát sinh cũng chính vì điều đó. Khen người, người lại khen ta. Khen qua khen lại hóa ra khen mình. Chê người, người lại chê ta. Chê qua chê lại hóa ra chê mình. Giúp người, người lại giúp ta. Giúp qua giúp lại hóa ra giúp mình. Tâm tình Facebook. Không câu bè bạn cho đông, ít mà cư xử thật lòng vẫn hơn. Nhiều like hay ít không buồn, chỉ mong gửi được niềm thương khắp cùng. Đừng like túi bụi mịt mùng, mà không cần biết nội dung thế nào. Đừng like theo kiểu phong trào, cốt là chữ đằng sau tấm hình. Facebook chia sẻ tâm tình cũng là nơi chốn để mình học nhau. Điều chân thiện mỹ trồi rau, cũng dìu nhau bước qua cầu thăng hoa. Không gian dù có cách xa, cùng chung lý tưởng ấy là gần bên. Dầu anh ngồi sát cạnh mình, tâm hồn hai hướng vẫn nhìn trùng thôi. Biết dùng trang tuyệt vời, nếu không vô ích uổng thời gian ta. Vài lời chia sẻ cùng nhà, chắp tay sen búp làm quà hôm nay. Có điều dở, điều hay. Điều hay ta nhớ bắt tay thực hành. Chúc cho ta bạn lành, từ thế giới ảo chuyên thành thiện tâm. Ghét và thương. Nhân thế xoay vần chuyện ghét thương, lúc thì oán giận, lúc tơ vương. Thương trong vướng mắc, thương rồi khổ. Ghét nhắc tên hoài, ghét lại thương. Đã biết có thương là có hận, thì đừng lận đận ghét cùng thương. Mong sao sống nhẹ nhàng, thương giận, để thoát ra ngoài khổ ghét thương. Đôi khi trời ngập nắng, bỗng nghe lòng đổ mưa. Một chiều mưa nhạt nhòa, hồn lung linh, bóng nắng. Có khi trong bình lặng, gần gợn niềm xôn xao. Giữa hạnh phúc ngọt ngào, thoáng nghe mùi cay đắng. Lắm khi trong sâu hận vẫn nồng nàn thương yêu, nơi khóe mắt trời chiều phía sau vàng rực lửa. Nhìn sâu trong lời hứa đã nhúm màu phôi pha. Tôi môi nào thật thà, chợt quên mình tan rối. Bước chân ngày lễ hội đã vang lời quạnh hiu. Biển bình yên buổi chiều vỗ sóng ngầm khao khát. Trong tương phùng khúc nhạc sóng sánh màu ly bôi. Về đối diện đơn côi lặng nghe niềm hạnh phúc chiêm bao mà rất thực. Mở mắt lại say nồng. Đời là một dòng sông chảy xuôi cùng mộng mị. Cuộc đời lạ nhỉ, sóng vỗ bờ nhị nguyên. Thôi ta về cõi thiền, lặng hai miền mỏi mệt. Vui nào hơn tịch diệt.
Và đây là ba điều sung sướng nhất tác giả khuyên. Ngày xưa có một ông lão nọ cứ vui cười ca hát suốt ngày. Và thấy lạ, có người hỏi: sao ông cứ vui cười mãi thế? Ông lão đáp: trời sinh ra muôn loài vật, trâu bò, dê, chó, ngựa. Người là sinh vật cao nhất, tức là tối linh, ư vạn vật. Ta được làm người, ấy là điều sướng thứ nhất. Trời sinh có người tàn tật đuôi què, ta may mắn được lành lặn, ấy là điều sướng thứ hai. Người đời thường vì sự giàu có, danh vọng mà phải gian khổ, ta có đủ ăn một ngày ba bữa, không lo lắng gì cả, ấy là điều sướng thứ ba. Và sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh được, ta cũng sẽ chết như bao người. Thế thì việc gì phải buồn lo chuyện chết? Nghĩ tới ba điều sướng ta có được thì ta vui ca cũng là chuyện bình thường, mắc mớ chi là phải hỏi ta. Ta chợt nhận ra ta hư ảo với căn thân cát bụi thế gian. Trong giấc mộng đời ta say sưa ngủ, trói thân ta trong cát bụi vô thường. Ta tĩnh lặng trong từng hơi thở, lắng chân tâm để tìm lại chính ta, để tìm lại những gì ta lạc mất, để biết rằng ta không phải là ta. Bài thơ tĩnh lặng. Lặng yên giây phút này, ngồi xuống cùng cỏ cây, nhìn nắng reo trên lá, ngủ trên đầu ngón tay. Lặng yên từng phút giây, nghe tim mình gõ nhịp. 36,000 ngày có khi nào mỏi mệt. Lặng yên và nhận biết hoa kia cũng là người, chẳng vì ai tươi nở mà hoa cứ mỉm cười. Lặng yên nghe mưa nhỏ tí tách ngoài mái hiên, mưa nghìn năm vẫn thế, vui buồn cảm nhận riêng. Lặng yên nghe gió thoảng mang theo hướng trần gian, đến đi không hò hẹn, cánh gió đời thanh thang. Lặng yên và thư thái nhìn mây bay cuối trời, buông cái tôi nặng nặng, thấy mình là muôn nơi. Ta không thể mất những thứ mình không có. Rất nhiều khi nỗi đau khổ của con người xuất phát từ nỗi sợ bị mất điều gì đó, mất ai đó vốn là rất quen thuộc với mình. Khi thực sự bị mất mát, họ chao đảo và mất luôn mục đích sống, rơi vào khổ đau, không cách nào chấp nhận được sự thật. Thực ra không ai có thể mất những thứ mình không sở hữu. Cái gì đã thật sự thuộc về bạn thì sẽ luôn thuộc về bạn. Cái gì không thuộc về bạn thì dù bạn cố gắng giữ chặt, cố gắng níu kéo thế nào thì nó vẫn sẽ cứ rơi đi. Khi bạn nhận ra được những thứ bạn đang bâng khuâng nhất định phải có, rồi sau đó dần bớt mưu cầu, bớt phụ thuộc vào chúng thì sẽ chẳng dần tự do hơn và hạnh phúc hơn. Hãy cứ yêu thương chân thành nhất có thể, nhưng cũng đừng để sự an nhiên hạnh phúc của chính mình phụ thuộc quá nhiều vào một ai đó. Rồi bỗng một ngày ta hiểu ra, thậm chí thân này chẳng phải ta. Mình tâm dính mắc làm đau khổ, nhẹ nhàng buông, sống thật bao la. Và cuối cùng là như Phật. Em hãy nhìn như Phật, ánh mắt từ mênh mông, nhìn người và nhìn vật với chan hòa cảm thông. Em hãy nghe như Phật, nghe với tỉnh bao la, khi lòng không biên giới, hiểu thương đời sâu xa. Em hãy cười như Phật, nét bao dung hiền hòa, nụ cười chân thiện mỹ, làm buồn đau xóa nhòa. Hãy ngồi như Phật, trầm hùng tựa núi cao, an nhiên và bất động giữa cuộc đời lao sao. Rồi ta đi như Phật, bước ăn lành thảnh thơi, muôn lối bừng hoa nở, làm đẹp thêm cuộc đời. Ta và thở như Phật, thở chậm và thở sâu, để nghe từng nhịp sống có bình an nhiệm màu. Mình là con của Phật, nhiều ít nên giống người. Nơi nào ta có mặt, có niết bàn an vui. Buổi đọc sách hôm nay của chúng ta xin tạm dừng lại đây. Bây giờ tất cả đã lên đèn rồi. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối an nhiên hạnh phúc.